Trong video này thì mình sẽ là lên Shopee kiếm những cái chiếc máy như kiểu là K20 Pro, K30 Pro, rồi là Galaxy A71, rồi là A90 5G mức giá siêu rẻ, mua thử xem nó như thế nào nhé. Đầu tiên thì mình sẽ là tìm con Redmi K20 Pro. Thực sự là các bạn chỉ cần gõ tên những cái sản phẩm nổi tiếng ở trên Shopee, chúng ta sẽ có rất nhiều kết quả và có những cái mức giá cũng cực kỳ sốc. Ví dụ như đây này, Redmi K20 Pro giá 2.035.000, mà rẻ thế nhờ. Con này là 2.127.000. Đó, ở đây có là 2.2 này, 2.146 này. Rất rẻ luôn. Mới nhìn qua thì thấy rất là hấp dẫn đúng không? K20 Pro kiểu gì mà Snap 855 mà lại có mức giá nó siêu rẻ như thế này. Thì thôi mình sẽ chọn một cái cửa hàng mà có mức giá rẻ nhất là 2.072.000 ha. Nói thật với các bạn, với mức giá này thì mình sẵn sàng mua được hai cây, ít nhất là hai cây. Giờ mình mua hai cây cứ cho là giá tầm 4.2 triệu đi ha. Mình sẽ là bán một cây, là sau đó thì về mình sẽ là bán kiếm lời theo kiểu là một cây mình bán lên tầm 3 triệu đồng. K20 Pro mà 3 triệu đồng các bạn có mua không? Chắc các bạn mua luôn đúng không? Nếu như các bạn mua là mình lời một cây 1 triệu đồng rồi. Easy, làm giàu không khó. Và trên này thì chúng ta sẽ thấy này, tên shop đàng hoàng luôn nha. Double M iPhone online 2 ngày trước. Mấy shop kiểu gì mà offline lâu thế nhỉ? Buôn bán kiểu gì mà không chịu online mà bán hàng gì hết. Rồi, mình thử bấm vào xem shop coi. Wow, theo dõi là được 40% xu à, set khuyến mãi luôn. Shop này cũng có 128 người theo dõi này. Và tỷ lệ phản hồi chat là 5%, là một cái tỷ lệ là cực kỳ thấp nha. Giảm 44% Mi 8 Lite này. Rồi coi nào, bên trong này xem có sản phẩm nào. A71 giá 2.4 triệu, rẻ kinh ta. Giảm 44%. A71 này thì chắc mua 2.4 triệu, giờ mà về bán tầm 4 triệu là chắc người ta tranh nhau người ta mua các bạn nhỉ. Đó, đây là A51. A51 lại ngang A71 luôn à. Oppo A9 2020 triệu 9 này. A10s Pro triệu 8. Rồi là đó, A9s ở bên dưới này có là M31 mà có chưa đến 2 triệu đồng này. Wow, Poco F2 Pro Snap 865 mà có 2 triệu 8 này. Giờ mình mua con này về mình bán lại cho các bạn full box nguyên siêu. Giá chỉ cần là 4 triệu thôi, hoặc 5 triệu các bạn có mua, chắc là mua liền đúng không? Rồi là Note 8 Pro có 2 triệu 2 à. Rồi kinh thật, kinh khủng thật. Nhưng mà thôi mình sẽ là thử mua cái con đây, K20 Pro giá 2 triệu. Có chọn màu đàng hoàng luôn, màu trắng, màu xanh rất đầy đủ luôn. Thôi thì mình lấy màu đỏ cho nó may mắn nha. Mua ngay. Với cái phần mua này á thì mình sẽ là chọn là thanh toán thông qua là ví ấy luôn nha. Đó, đơn vị vận chuyển thì chọn cái nào cũng được, cho hàng tiết kiệm cũng được. Nhưng mà mình sẽ thanh toán thông qua là cái số dư ở ví Shopee luôn, có nghĩa là mình sẵn sàng mình trả tiền trước cho shop ạ. Nhưng các bạn yên tâm, với số tiền thanh toán này thì Shopee họ sẽ là người giữ trung gian. Khi nào mà mình bấm nhận hàng thì họ mới thanh toán cho cái bên này, nên là mình cũng không lo là mất tiền đâu. Rồi còn không có voucher giảm giá gì hết, và phí ship 32.000, tổng sẽ là 2.1 triệu nha, lẻ 4.000 mình đặt hàng luôn. Đó, thanh toán thông qua số dư Shopee này. Rồi để mà mình nhập mã. Rồi mình đã thanh toán thành công rồi nha, hy vọng là không bị mất on 2 triệu. Thôi ta có thể nhắn tin thêm cho shop xem. K20 Pro là Snap 855 hạ shop, hàng full box, hàng mới full box hay là line new, khi nào mình nhận được hàng. Bởi vì khi mà chúng ta đặt hàng như vậy là shop sẽ có đầy đủ thông tin, địa chỉ và số điện thoại của mình luôn nha. Nên là cứ đó, chat rất là lịch sự, bình thường thôi, để xem shop trả lời như thế nào. Online 2 ngày trước thì không biết khi nào shop mới trả lời, tỷ lệ phản hồi 5% là đúng. Chắc là không biết là khi nào shop này, thôi mình sẽ kiếm cái shop nào á mà có online gần gần đây tí để mà họ trả lời. Giờ mình search là K30 Pro đi, Snap 865 xem là tên này bán với mức giá bao nhiêu nào. 4.2 triệu này, giá này là khá là rẻ rồi. 4.7 triệu này, đó này. 8 triệu thì mình nghĩ là đúng giá 4 triệu này, xem rẻ nhất là bao nhiêu nha. 7.9 triệu cái này, nếu như hàng line new thì mình nghĩ là đúng. K30 Pro mà line new 8 triệu, 7.5 triệu, 8 triệu thì tin được. Còn nếu như những cái mức giá mà khoảng tầm 3-4 triệu thì rất là nghi ngờ, kể cả là bán xác, trừ khi đó là bán xác máy thì may ra mới ấy. Hay nào, thôi mình sẽ lên đặt mua mấy cái shop mà 4 triệu đồng đi. Nói chung 4 triệu đồng cũng quá là hời rồi, cũng không cần tìm giá nó rẻ hơn đâu. Cái nào, shop nào lúc nãy mình vừa mới thấy 4 triệu đồng đâu. 4 triệu 2, đó. K30 Pro 5G 6128.
điện thoại thông minh nha, cái này là mới online 3 giờ trước thì tỷ lệ là chắc sẽ ấy. Rồi bên trong này cũng ấy vậy luôn. Nói chung là mình sẽ là hy sinh làm chuột bạch mặc dù mình rất là sợ. Không biết nếu lỡ xảy ra lỗi gì thì có bị mất oan hay không. Cái đài màu tím đi, mua ngay này, mình lại tiếp tục thanh toán thông qua ấy luôn nha, 4250 tính cả phí ship. Mình lại tiếp tục gọi là thanh toán qua cấn trừ ví Shopee luôn. Đó, không biết mình có nghịch ngu không nữa. Nhưng mà thôi, mình phải test thực tế làm chuột bạch cho các bạn. Bởi vì mình thấy rất nhiều bạn cứ hỏi là K20 Pro, K30 Pro, Poco F2 Pro, A71, S20 Ultra, này, Oppo gì đó, giá triệu mấy đến 2 triệu có thật hay không? Thanh toán. Rồi xong rồi nha. Cho các bạn xem ví Shopee của mình này. Mình mua hai cái món này là 2 triệu 1 này, và cái này là 4 triệu 3. Tầm tầm vậy là mình đã mất tầm khoảng là hơn 6 triệu đồng rồi. Và mình cho bạn xem cái ví Shopee của mình này. Đó, ví Shopee của mình là còn có 6 triệu nữa thôi. Lúc nãy là còn 12 triệu, các bạn có nhớ không? Đó, và check ở đây này. Mình có mua màn hình XZ1 đang chờ về để mà thay, để review tiếp này. Mình có mua thêm một 6S Block Bypass giá 1265 để mà tiếp tục review. Đó, mình đang chờ, mình có mua thêm một LG G4 nữa. Đó, để mà về review thêm cho các bạn nha. 7 lớp bypass thì mình cũng đang chờ luôn. Ở đây là K20 Pro này và K30 Pro. Đó, mình sẽ chờ xem shop phản hồi như thế nào, thế này thế kia. Rồi, ok. Chúng ta hãy cứ chờ kịch hay thời gian sắp tới xem có gì. 75 years later. Rồi, mình đã quay trở lại rồi đây. Kể từ cái video mà mình quay lúc trước đến giờ là chắc phải rơi vào tầm hơn một tuần rồi. Và đúng như mình dự đoán là shop kia không có hàng để mà gửi, cũng như là không trả lời những cái tin nhắn của mình luôn, và những cái, và cái shop đó giống kiểu là nó ngừng bán hàng luôn rồi. Bởi vì cơ bản đó là shop lừa đảo mà thôi, lấy hàng đâu ra mà gửi cái con K20 Pro giá hơn 2 triệu đồng bây giờ, đúng không? Các bạn nghĩ có đúng không? Tuy nhiên thì mình sẽ là giải thích kỹ hơn về cái vấn đề này, đứng trên góc độ mình cũng là một người bán hàng ở trên Shopee đó, để mà chúng ta cùng giải mã cái hình thức lừa đảo này nó là như thế nào ha. Thì thực sự mà nói, ở trên Shopee thì cái việc quản lý đăng sản phẩm nó rất là lỏng lẻo. Và các bạn cũng đã biết thì Shopee thì không chỉ là cửa hàng và các hãng, mà các cá nhân chúng ta đều có thể là đăng ở trên đó để mà bán sản phẩm rất rất dễ dàng. Các bạn chỉ cần đọc kỹ một chút về cái cách đăng sản phẩm là có thể là đăng thành công, kể cả là cái hình ảnh sản phẩm đó không phải của các bạn, kể cả các bạn không có hàng, các bạn đăng bán trên đó vẫn rất là dễ dàng. Và có những cái kẻ xấu họ lợi dụng cái điều đó. Đó, bởi vì là tâm lý chúng ta là ở mua hàng Shopee thì thường mức giá rất rẻ, hoặc là chúng ta có tâm lý ham rẻ, nên những kẻ lừa đảo đó đã lợi dụng cái điều này. Tức là họ sẽ là tạo một cái cửa hàng ở trên đó và họ đăng những cái sản phẩm có mức giá siêu siêu rẻ, rồi là giảm 50%, giảm 70% các thứ. Mục đích là như thế nào? Thứ nhất, họ sẽ là thu thập được thông tin của cái người mua hàng. Bởi vì tất nhiên nếu như các bạn mua hàng Shopee thì các bạn phải là có địa chỉ và số điện thoại chính xác ở trên đó, các bạn mới mua hàng được, đúng không? Người ta mới giao đến cho các bạn được. Và khi các bạn đặt hàng ở các shop đó thì rủi ro thứ nhất là các bạn sẽ bị mất thông tin. Bởi vì mình cũng là một người bán hàng nên là mình sẽ cho các bạn xem luôn ha. Shop của mình là Đam Mê Công Nghệ Store Official, thì shop này chủ yếu là mình sẽ bán một số những cái chiếc điện thoại mà mình review xong thanh lý. Đó, thì ở trên này có rất nhiều những cái đơn hàng mà mình đã giao thành công rồi, như là cái con Oppo Reno hồng này này ở trên cùng á. Cái này thì chắc mình sẽ che một số cái thông tin đi ha, bởi vì nó sẽ là lộ thông tin của khách hàng của mình. Thì nó có địa chỉ nhận hàng này, số điện thoại, tức là đó, những cái shop lừa đảo đó sẽ biết được thông tin, một là số điện thoại và hai là cái địa chỉ của các bạn rồi, đúng không? Thì bây giờ á thì họ có thể là phục vụ cho nhiều cái mục đích khác nhau. Tức là họ đã biết là các bạn là hay mua hàng ở trên Shopee thì họ sẽ có thể bán cái dữ liệu đó cho một số công ty, một số gian hàng các thứ. Rồi, cái thứ hai á là họ sẽ lừa đảo thông qua hình thức. Ví dụ như là con K20 Pro đó mức giá 2 triệu đồng thì họ sẽ là gửi một hòn đá, gửi một cục gạch, gửi một cái gì đó cũng được. Nói chung nó không phải điện thoại, hoặc gửi một con hàng fake cũng được. Và họ sẽ sử dụng những cái dịch vụ gửi ở bên ngoài, giao hàng tiết kiểu, giao hàng nhanh, Viettel Post, Ninja Van, rồi là bla bla, linh tinh, đúng không? Bởi vì họ đã có địa chỉ và số điện thoại các bạn rồi, họ cứ gửi đến và đó có giá tiền thu hồi như vậy. Thì khi người giao hàng đến để mà giao hàng cho các bạn á, thì có người sẽ chú ý, có người thì kiểu là bẩn rộn, họ lơ đãng, họ cứ nghĩ là chắc là cái hàng đó là mình đặt trên Shopee thì họ không nghi ngờ gì, họ nhận luôn. Hoặc là ví dụ như họ không có ở nhà và người thân bạn bè họ nhận giúp đấy, rồi thì có phải là họ thanh toán xong 2 triệu đồng cho shipper và số tiền đó là sẽ
chuyển về cho cái thằng lừa đảo là có phải là nó lừa được của các bạn 2 triệu đồng cái con K20 Pro không? Mà các bạn nhận hàng xong các bạn khui hộp ra thì chịu thôi. Nó cũng sẽ có những người cẩn thận, chúng ta khui hộp ra xem trước phát hiện ô hòn đá, ô cục gạch. Nhưng mà cũng đâu phải người nào cũng cẩn thận như vậy. Mình để ý đúng không? Nhiều người họ cuộc sống họ bận rộn hoặc thế này thế kia, họ cứ nhận đại rồi về họ khui ra sau, họ chủ quan mà. Họ nghĩ là mua trên Shopee là an toàn mà, có 3 ngày đổi trả mà. Nhưng không, họ cái thằng lừa đảo nó gửi bên ngoài thì làm sao mà Shopee có thể can thiệp được, bởi vì cái đơn hàng đó nó chưa xác nhận trên hệ thống, nó vẫn là một đơn hàng treo. Thì Shopee không thể giúp được cho các bạn, đơn vị vận chuyển càng không liên quan, họ chỉ là đi gửi hàng cho các bạn thôi, chứ họ có phải là đồng lõa với cái thằng lừa đảo đâu. Và lúc này thì rất là khó để các bạn có thể là bắt đền được cái thằng lừa đảo kia. Tuy nhiên với cái shop lừa đảo này thì có thể là nó lập ra đó rồi nó bỏ không, nó không có dùng á, nên là nó không thấy được cái đơn hàng của mình. Chứ mình nghĩ nếu như thấy thì nó cũng sẽ lừa đảo, nó sẽ giao hòn đá đến cho mình. Mình rất mong là nó giao đến một cái hòn đá hoặc là một cái sản phẩm không đúng để mà mình bóc phốt ngay tại trận luôn. Nhưng mà tiếc là cái thằng đó nó không thấy được đơn hàng của mình. Đó do là nó chắc là nó cứ đang khơi đang chơi vậy. Nó chưa rảnh để mà lừa đảo. Đó, thì video này mình chỉ muốn cảnh báo cho các bạn như vậy mà thôi. Thì việc mua hàng online á, trên những cái sàn thương mại điện tử là Shopee, Tiki, Lazada á, thì nó sẽ có những cái bất cập như vậy, nó sẽ có những cái lừa đảo là như vậy, có những cái hình thức lừa đảo. Tất nhiên thì cái gì nó cũng có mặt trái, mặt lợi, mặt hại của nó. Thì mua hàng online thì chúng ta có mức giá rẻ, nhưng các bạn phải tỉnh táo khi mua. Thực tế là mua hàng offline thì đôi khi còn bị lừa đảo, chứ đừng có nói là mua hàng online. Nên là quan trọng vẫn là ở chính chúng ta phải thực sự tỉnh táo. Thì chấp những cái đứa lừa đảo kia thì không thể nào nó lừa được. Lừa hay không là đó, đồng ý là do cái thằng lừa đảo một phần, nhưng mà quan trọng cũng ở chính chúng ta nữa. Chúng ta có tỉnh táo hay không, chúng ta có ham rẻ hay không, chúng ta có tìm hiểu và có kiến thức hay không. Nếu như chúng ta có tìm hiểu, có kiến thức và chúng ta cẩn thận thì mình tin là không ai lừa được các bạn qua cái hình thức trên. Nhưng mình tin cũng sẽ có rất nhiều người bị nha. Đó, bởi vì là quá nhiều người mà, cũng sẽ có người không cẩn thận và dính phải. Cho nên là các bạn đang xem video này thì có thể chia sẻ cho bạn bè, người thân hoặc những người mà đang thắc mắc và đang có ý định mua những cái sản phẩm siêu rẻ như vậy để mà biết. Thì nói chung video đến đây là kết thúc rồi. Đây là có thể nói là cái clip đầu tiên mình lên hình trên kênh mua hàng online. Hy vọng các bạn tiếp tục theo dõi, follow và ủng hộ mình nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Cứ tưởng là hết video rồi nhưng mà mình sẽ là quay bù thêm một đoạn để bổ sung thêm. Cái shop kia thì 100% nó là lừa đảo thôi. Nhưng mà mình sẽ là cho các bạn xem thêm cái đơn hàng đảo hủy. Đó, điện thoại là Xiaomi Redmi K20 Pro. Nhưng các bạn có thể thấy là mình nhắn tin với shop thì nó không trả lời và online là 13 ngày trước. Thì nhiều khả năng cái shop này thì nó không còn sử dụng để mà đi lừa đảo nữa rồi. Nhưng một phần là do cái lúc mình đặt hàng thì mình lại chọn thanh toán thông qua ví Shopee. Tức là mình đã thanh toán cho Shopee, họ giữ tiền rồi, nên là cho dù cái shop này nó có online, cái thằng này nó online thì nó cũng không dám gửi hàng cho mình, bởi vì là phải là ship code, COD á. Có nghĩa là khi mà gửi hàng đến rồi thanh toán tiền cho shipper thì nó mới dám gửi cái hàng lừa đảo cho mình được. Như vậy thì nó mới lấy tiền được, chứ bây giờ là Shopee đã giữ cái tiền thanh toán của mình rồi. Nên là cái bước đầu tiên khi mà mình chọn thanh toán á, mình dùng Shopee thì nó hơi sai lầm. Chỉ có như vậy mà thôi. Thì mình chỉ là đính chính lại để cho các bạn có thêm góc nhìn thôi. Bye bye.